Thưa quý vị, thời điểm này, nông dân Bà Rịa Vũng Tàu đang khẩn trương xuống giống lúa vụ mùa 2024 để giảm thiểu thiệt hại do sâu bệnh và tình trạng ngập úng do mưa lũ cuối năm. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân cần tập trung xuống giống đồng loạt, theo dõi và kịp thời xử lý sâu bệnh hại để cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Hiện thời tiết trên địa bàn tỉnh khá ổn định, trên khắp các cánh đồng, một số khu vực bà con nông dân đã tiến hành xuống giống lúa mùa từ 2 tuần đến 1 tháng. Một số khu vực đang được nông dân làm đất chuẩn bị tiến hành gieo sạ. Việc xử lý các dịch bệnh đầu vụ như ốc bưu vàng được bà con chú ý để tránh tình trạng phá hại khi gieo xuống. Theo kế hoạch vụ mùa năm nay, toàn tỉnh sẽ gieo trồng hơn 6.250 hectare lúa. Hiện có khoảng 600 hectare lúa đã xuống giống. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo, sau khi xuống giống, nông dân cần chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết và theo dõi sát đồng ruộng để chủ động phòng chống các loại sâu bệnh, cần sử dụng các loại giống mới cho năng suất cao, nhanh thu hoạch và khả năng phòng chống sâu bệnh, chống hạn tốt trong vụ này.